Hello, em chào tất cả mọi người. Em đang định đi làm nhá. Đây em cầm dao phát này. Em đi hôm nay nắng à. Em đi phát một tí nương. Đoạn đường em đi, em quay đoạn đường em đi ạ. Đây, bây giờ em đang ở trên chỗ cao cao đây ạ. Mệt quá. Kia là làng bên. Đây. Em quay đến chỗ tí nữa em đến nương ấy, em còn chưa biết nương ở đoạn nào. Gọi lên đi. Ui, đi nhầm đường à? Đây, vẫn là cái đường giày đá của hôm em đi giao hàng nha. Đường này là đường từ xưa nhá. Mệt quá. Sao thế? Ôi, sao thế? Mọi người thấy không? Ở bên kia có một chú đang cắt cỏ trâu. Đi cắt cỏ cho trâu ăn. Đây đây đây. Đây là một cái đường toàn cây đá nhá. Do không sửa nên là nó bị hỏng hết mọng cỏ hết rồi. Một cái đường đá từ thời xưa nhá cả nhà. Ui, mệt quá. Em đang leo dốc nhá, tí em leo dốc xong rồi em quay xuống cho mọi người xem nhá. Mệt quá. Ớt kìa. Nương ớt. Mệt quá, 11 giờ trưa rồi. Giờ chắc chuẩn bị đi về thôi, không phát nữa. Mệt quá, nóng à. Trời đang nóng à. Này, nương vừa em đang phát qua đây. Này.
Nóng quá, chắc đi về mất. Nên lắng em ở dưới kia, nhưng mà đi bộ thì hơi xa nhé. Này bây giờ chắc em quay quay để đi về mình không làm được luôn, nóng tầm này, nóng quá không làm được. Nó chẳng biết cây gì cây cỏ gì mà đẹp này. Ôi, đi về thôi, mệt quá. Này, cái đường một nãy em chưa đi hết này. Đường này, đường là đi lên làng ấy. Này đây em. Lên trên kia sắp đến một bên làng. Đây, bây giờ em quay, quay đi bộ về đây ạ. Ớt đỏ hết rồi đây, lại vừa đến nương ớt đây, đang đi trên đường về. Ớt đỏ hết rồi. Ui, nóng quá, chạy về thôi. Rồi đến đây là em không quay nữa nha. Em đi bộ về đây, mệt quá. Em kết thúc video này ạ. Bye. Em lại quay tiếp nhé cả nhà. Hôm nay em quay ở đây chủ yếu là toàn đường đá. Em quay cái đường này. Đến đây nhá. Sự tích khó thì có mình bảy mà chưa cả. Nhiều sự tích khó bảy mà chưa mà nhờ. Mọi người nhìn thấy gì không? Thác nước. Có được 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 được
chết bụi lợn. Đây này, em lên từ vừa nãy cái làng ở dưới ngói xanh xanh kia kìa. Em là vừa nãy từ dưới kia lên. Hiện tại em đang ở trên đồi cao nha. Em là vừa nãy từ cái làng ở dưới kia lên nha. Đây, trời hôm nay nóng quá. Trời nắng đẹp này. Đây đây đây, ai thích săn mày lên đây săn mày. Đến đây em lại tát nha, xong rồi tí em quên lúc em về.